Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình thời sự ngày hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Hội nghị trực tuyến diễn đàn kinh tế hợp tác xã năm 2024. Với phương án đảm bảo đầy đủ nhân lực, chuẩn bị cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẵn sàng công tác tiếp đón, cấp cứu và khám chữa bệnh gắn với phòng chống dịch bệnh, thảm họa thiên tai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội vừa diễn ra lễ trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng lần thứ 8 năm 2023. Lễ trao giải được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại lễ trao giải. Sau khi phát động, cơ quan thường trực giải đã nhận được 2.216 tác phẩm, tăng 184 tác phẩm so với năm 2022, trong đó có 755 tác phẩm báo in, 549 tác phẩm báo điện tử, 530 tác phẩm truyền hình, 280 tác phẩm phát thanh và 102 tác phẩm ảnh báo chí. Các tác phẩm tham dự phong phú về chủ đề thể loại và phủ khắp tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Một số tác phẩm có chiều sâu và chất lượng rất tốt, hiệu quả tuyên truyền cao năm 2023. Có số cơ quan báo chí cấp tỉnh gửi tác phẩm truyền hình tham gia nhiều nhất từ trước đến nay. Có cả các trung tâm văn hóa cấp huyện, chương trình truyền hình của các đơn vị, công an, bộ chỉ huy quân sự các tỉnh và công ty truyền thông tư nhân gửi tác phẩm tham gia dự giải. Hội đồng chung khảo lựa chọn ra 72 tác phẩm xuất sắc để trao giải, trong đó có 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 30 giải khuyến khích và 6 giải chuyên đề, trao bằng khen cho 15 tập thể có nhiều đóng góp cho giải. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu vinh dự được nhận giải khuyến khích với tác phẩm Đi về phía mặt trời. Phát biểu tại lễ trao giải, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết qua 8 lần tổ chức, giải Búa Liềm Vàng đã khẳng định giá trị, sức hấp dẫn, sự lan tỏa đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đồng thời khẳng định ý thức chính trị sâu sắc, đạo đức nghề nghiệp và tấm lòng son sắt cách mạng của những người làm báo trong cả nước. Thủ tướng nhận định các cấp ủy, các bộ ngành địa phương đã chủ động tích cực tham gia và coi tham gia giải Búa Liềm Vàng là một trong những công việc quan trọng, đồng thời tạo không khí sôi nổi và thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ và hệ thống chính trị. Giải Búa Liềm Vàng còn là diễn đàn thể hiện những quan điểm lý luận, lịch sử tự hào, niềm tin của nhân dân và thực tiễn hoạt động phong phú của Đảng. Theo Thủ tướng, các tác phẩm tham dự giải đã bám sát chủ trương quan điểm về công tác xây dựng Đảng, phản ánh sinh động sinh hoạt chính trị trong Đảng, đặc biệt là các vấn đề cấp thiết đang nổi lên như xây dựng văn hóa đạo đức trong Đảng, chống căn bệnh sợ trách nhiệm, sợ sai. Đồng thời, khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, phản bác các quan điểm sai trái xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thủ tướng tin tưởng giải Búa Liềm Vàng phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tiếp tục tìm tòi đổi mới sáng tạo để ngày càng lan tỏa sức sống mạnh mẽ và ảnh hưởng tích cực của giải, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh. Giải sẽ đóng góp tích cực hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tại lễ trao giải, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, Phó trưởng Ban chỉ đạo giải Búa Liềm Vàng đã phát động giải Búa Liềm Vàng lần thứ 9 năm 2024. Chiều mùng 2 tháng 2, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lai Châu. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2023, với phương châm đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt, tạo động lực, chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính của cả hệ thống chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các nội dung. Trọng tâm là xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nâng cao kỷ luật kỷ cương hành chính, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, thủ tục hành chính đang cản trở sự phục hồi, phát triển kinh tế xã hội.
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện để chỉ đạo, đề ra những nhiệm vụ giải pháp cấp bách trọng tâm. Tập trung vào cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường kỷ luật kỷ cương. Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo triển khai thực hiện 57 nhóm nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm trong kế hoạch hoạt động năm 2023. Về cơ bản, các nhiệm vụ đã hoàn thành, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Các bộ ngành địa phương đã bám sát thực tiễn, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ động, quyết tâm tổ chức thực hiện 4.142 nhiệm vụ được giao. Đã ban hành 5.586 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính còn một số tồn tại hạn chế, như cơ chế chính sách pháp luật trên một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ, một số bộ ngành chưa kịp thời sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật theo quy định, dẫn tới khó khăn cho tổ chức thực hiện tại địa phương. Tình trạng một bộ phận cán bộ công chức còn né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, sợ sai, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm, ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ và nhiệm vụ ở một số bộ ngành và địa phương. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu hai chiều từ hệ thống thông tin của các bộ ngành địa phương với các cơ sở dữ liệu quốc gia còn chưa thông suốt. Kết nối khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong giải quyết thủ tục hành chính còn bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập. Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế. Sáng ngày 2 tháng 2, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Hợp tác, Hợp tác xã năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 63 tỉnh thành trong cả nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì diễn đàn. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và các cơ quan liên quan. Năm 2023, cả nước có khoảng 31,7 ngàn hợp tác xã, tăng 2.200 hợp tác xã so với năm 2022. Doanh thu bình quân gần 3,6 tỷ đồng một hợp tác xã một năm. Thu nhập bình quân người lao động đạt 56 triệu đồng một người một năm. Những năm qua, các cơ chế chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể đã được quan tâm xây dựng, hoàn thiện, phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Trong đó có các chính sách đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ, hỗ trợ về đầu tư phát triển hạ tầng, hỗ trợ chế biến sản phẩm. Khu vực kinh tế tập thể cơ bản đã khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh trật tự, an toàn xã hội, từng bước khẳng định vị trí vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, nước ta đang trong thời kỳ phát triển, độ mở lớn nên dễ chịu tác động của ngoại lực, do đó phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã phải đổi mới cho phù hợp với tình hình, hoàn cảnh chung. Tuy nhiên, việc đổi mới tuyệt đối không nóng vội, vừa làm vừa thí điểm mở rộng. Đánh giá cao các ý kiến thảo luận, góp ý một cách căn bản, khách quan, toàn diện, sâu sắc về cơ chế chính sách, những kết quả đạt được, nhận diện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và chỉ ra nguyên nhân cũng như đề xuất nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới của các đại biểu, nhà khoa học tại diễn đàn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ tiếp thu, hoàn thiện báo cáo hướng tới đáp ứng những đòi hỏi khách quan cần đổi mới của mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã sao cho có hiệu quả và bền vững. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các cơ quan đơn vị, các nhà tài trợ tổ chức chương trình Xuân gắn kết Tết Nông dân năm 2024 tặng quà cho hội viên nông dân tiêu biểu tại ba xã Tả Lèng, Nùng Nàng, Bản Giang, huyện Tam Đường nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, ban tổ chức đã trao 120 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng là các nhu yếu phẩm hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết cổ truyền của dân tộc cho hội viên nông dân tiêu biểu của ba xã là Tà Leng, Nùng Nàng, Bản Giang, huyện Tam Đường. Đây là năm đầu tiên Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các nhà tài trợ tổ chức chương trình Xuân gắn kết Tết Nông dân. Việc tổ chức chương trình nhằm khẳng định vai trò trách nhiệm của tổ chức hội luôn chăm lo bảo vệ cho hội viên nông dân, đặc biệt là trong dịp Tết, tạo động lực cổ vũ động viên nông dân làm việc hăng say, phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo, đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, tăng cường sự gắn bó của hội viên nông dân với tổ chức hội. Đồng thời qua chương trình góp phần tăng cường vận động sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền địa phương, các tổ chức, các mạnh thường quân, đặc biệt là các doanh nghiệp trực tiếp ủng hộ, ưu tiên các nguồn lực để chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho hội viên nông dân vào dịp Tết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng Chạp hàng năm, theo quan niệm của người Việt Nam là Tết ông Công ông Táo, ba vị thần cai quản việc bếp núc, đất đai và nhà cửa,
cúng tiễn ông Công, ông Táo về trời là truyền thống lâu đời của người Việt Nam từ xưa đến nay. Tại thành phố Lai Châu, các hoạt động cúng tiễn ông Công, ông Táo năm nay diễn ra sôi động. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Từ chiều ngày 22 âm lịch, tại các cửa hàng bán đồ hàng mã trên địa bàn thành phố Lai Châu đều tấp nập người mua bán các sản phẩm hàng mã, mâm ngũ quả, cá chép để phục vụ cho ngày lễ ông Công, ông Táo về trời. Lễ vật cúng táo quân năm nay đa dạng về mẫu mã, kích thước và có nhiều phân khúc giá bán khác nhau. Nhưng cơ bản đều có các vật dụng cần thiết để táo quân về trời như áo, mũ, giày, dép, tiền vàng, cá chép. Cùng với đồ hàng mã cúng ông Công, ông Táo, các sản phẩm như là cá chép, hoa, thực phẩm đến nhu yếu phẩm tại các chợ được bày bán vô cùng đa dạng. Trong ngày tiễn táo quân, mỗi gia đình đều dọn dẹp, lau dọn bàn thờ và các đồ thờ cúng cho sạch sẽ và chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Công, ông Táo. Đây là nghi thức rất quan trọng. Thông thường, mâm cỗ cúng truyền thống gồm rất nhiều món, bao giờ cũng có các món ăn và lễ vật. Thông qua việc tiễn ông Công, ông Táo còn là cơ hội để gia đình gặp gỡ, nói chuyện năm cũ đã qua và gửi gắm những điều tốt đẹp trong năm mới. Sau đó, gia đình nào cũng cố gắng để thật tươm tất. Ngày 23 tháng Chạp thì năm nào gia đình tôi cũng tổ chức là mua lễ các thứ để thắp hương ông Công, ông Táo, sắm quần mũ xiêm hài cũng vậy, tất cả là một mâm cỗ mặn để dâng lên trên xe ông Công để ông ấy lên báo cáo Ngọc Hoàng qua một cái năm cũ đã qua, chuẩn bị sang năm mới. Thì gia đình thì mong coi là trên soi xét để phù hộ cho gia đình, tất cả toàn gia đình, con cháu là khỏe mạnh, các cháu công tác thì tiến bộ, các cháu nhỏ học hành thì chăm ngoan giỏi. Theo quan niệm, cúng cá chép nhằm ý nghĩa cá vượt vũ môn hay là cá chép hóa rồng, biểu thị cho sự thăng hoa, vượt khó để đi tới thành công. Và cá chép vàng là phương tiện để ông Công, ông Táo cưỡi về trời, báo cáo với Ngọc Hoàng những việc đã và chưa làm được trong năm vừa qua. Do vậy, trong lễ cúng ông Công, ông Táo, các gia đình sẽ mua cá chép về cúng, sau đó thả xuống sông, xuống hồ để phóng sinh. Ngày 23 thì gia đình tôi là tổ chức mâm cơm để tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời. Và trong một năm mới, gia đình gặp nhiều may mắn và sức khỏe và thành công trong công việc. Theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi, việc phóng sinh cá chép, đốt vàng mã trên địa bàn thành phố trong ngày Tết ông Công, ông Táo được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo vệ sinh môi trường. Tại các địa điểm phóng sinh cá chép, người dân chấp hành rất tốt việc dọn dẹp túi ni lông, các vật dụng thờ cúng cũng được đưa vào thùng rác để đảm bảo. Hàng năm thì vào ngày 23 thì bà con ra hồ thả cá rất là nhiều, và việc xử lý rác ở trên các bờ hồ thì rất là mất vệ sinh. Là một đoàn viên thì năm nay chúng tôi đã có mặt rất là sớm để hướng dẫn bà con vứt rác đúng nơi quy định, và qua những cái hướng dẫn thì đã thấy bà con chấp hành rất là tốt cái khâu vệ sinh. Và như đã thấy thì bây giờ bờ hồ, xung quanh bờ hồ thì đã là rất là sạch. Tết ông Công, ông Táo là một phong tục rất riêng và thiêng liêng của người Việt Nam. Một năm mở đầu bằng Tết Nguyên đán và kết thúc bằng Tết Táo Quân vào 23 tháng Chạp, tiễn ông Công, ông Táo về chầu trời. Mong rằng những vất vả, muộn phiền của năm cũ sẽ qua đi, một năm mới bình an, tốt lành sẽ đến với tất cả mọi người. Bên cạnh đó, các hoạt động phóng sinh thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Tuy nhiên, cũng không nên quá mê tín và tránh tình trạng đốt vàng mã quá nhiều, gây ảnh hưởng tới môi trường. Thưa quý vị và các bạn, một mùa xuân nữa đang đến gần, mọi người mọi nhà hối hả chuẩn bị vui Tết đón xuân bên gia đình. Ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến nay thì tất cả đã sẵn sàng ứng trực chăm sóc bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với phương án đảm bảo đầy đủ nhân lực, chuẩn bị cơ số thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, sẵn sàng công tác tiếp đón cấp cứu và khám chữa bệnh gắn với phòng chống dịch bệnh, thảm họa thiên tai. Với các cán bộ nhân viên y tế bệnh viện, Tết đến đồng nghĩa với việc là phải gồng mình làm việc bằng 2, bằng 3 để nhân dân yên tâm điều trị, chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất. Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ kéo dài trong thời gian 7 ngày. Để chuẩn bị cho công tác cấp cứu, khám chữa bệnh tốt hơn, ngay từ đầu tháng 12 âm lịch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chỉ đạo các khoa phòng rà soát tất cả các hạng mục như nhân lực, thuốc,
máu, dịch truyền, trang thiết bị, phương tiện nhằm cung cấp đầy đủ cho các khoa trong dịp Tết để xử lý kịp thời các trường hợp ốm đau, cấp cứu, tai nạn giao thông, sinh đẻ. Đồng thời, vẫn tổ chức khám, cấp cứu điều trị cho bệnh nhân như những ngày thường. Bệnh viện cũng đã lên kế hoạch chi tiết và phân công lịch trực đều ở 4 cấp, thường trực 24/24 giờ, đảm bảo công tác chuyên môn, an ninh, hậu cần. Chuẩn bị về nhân lực trực, nhân lực phục vụ hậu cần, rồi là chuẩn bị về các cái trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư và hóa chất để đảm bảo tiếp đón, thu dung, điều trị cho bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán. Và đối với lại nhân lực trực thì chúng tôi đã có kế hoạch phân công trực đầy đủ 4 cấp, từ các cái cấp trực lãnh đạo đến bác sĩ điều dưỡng và các cái kiếp trực về hậu cần, tổ lái xe sẵn sàng trong cái trường hợp cấp cứu bệnh nhân, rồi đón bệnh nhân về bệnh viện để cấp cứu, những bệnh nhân ở lại viện điều trị, và cũng có các cái tổ chức các cái buổi thăm hỏi, tặng quà, động viên bệnh nhân. Để sẵn sàng ứng trực chăm sóc bệnh nhân trong dịp Tết, lịch trực Tết đã được thông báo tới cán bộ viên chức của bệnh viện trước 15 ngày để nhân viên y tế ở các khoa phòng chủ động sắp xếp thời gian, thực hiện đầy đủ và nghiêm túc. Lãnh đạo bệnh viện cũng quán triệt tới cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm túc y đức, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ và chất lượng chăm sóc người bệnh. Chú ý tới kỹ năng giao tiếp, ứng xử giữa cán bộ y tế với bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân. Chúng tôi cũng bằng cái tinh thần và nhiệm vụ của một người cán bộ y tế thì mang hết những cái tâm huyết cũng như những cái y đức nghề nghiệp để phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân, mặc dù là cũng có những khoảng thời gian nhất định hướng tới gia đình, nhưng với tinh thần trách nhiệm của công việc thì chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để phục vụ cho bệnh nhân, hướng cho bệnh nhân những cái điều tốt nhất và mang đến sức khỏe tốt nhất cho bệnh nhân. Ngoài hơn 100 cán bộ viên chức tham gia trực mỗi ngày, các khoa phòng còn bố trí lực lượng trực thường trú, chịu trách nhiệm phẫu thuật và đảm bảo ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu. Bệnh viện cũng đã thành lập 2 tổ cấp cứu lưu động, 2 đội phòng chống dịch bệnh, mỗi tổ có 6 người, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, cũng như là hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới khi có yêu cầu. Riêng khoa hồi sức cấp cứu, chịu trách nhiệm chính đón tiếp bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán, được tăng cường nhân lực khi mà số lượng bệnh nhân tăng lên. Phối hợp với các khoa phòng khác trong bệnh viện là chuẩn bị lên kế hoạch trực Tết rất chi tiết và tỉ mỉ. Tại vì ngoài cái nhiệm vụ mà khám chữa bệnh thông thường, chúng tôi còn đảm nhiệm công tác là phòng chống dịch, phòng chống thiên tai, dịch họa có thể xảy ra. Do đó, kế hoạch chúng tôi lên thường là lên trước, trong và sau dịp Tết. Về chuẩn bị con người thì cái thứ nhất là cái dịp này thì ai cũng là muốn về quê xung vầy với gia đình để đón Tết. Nhưng mà vì nhiệm vụ của ngành rồi cũng như là niềm tự hào của nghề thì cũng rất là nhiều anh em là tự nguyện ở lại trực Tết dịp này. Cùng với chuẩn bị nhân lực, vật lực, bảo đảm nhu cầu chăm sóc bệnh nhân trước và trong Tết, bệnh viện đã tổ chức chúc Tết, thăm hỏi, tặng quà cho tất cả các bệnh nhân còn ở lại điều trị nội trú, nhằm động viên bệnh nhân vượt qua nỗi đau khi không được sum họp cùng gia đình. Hình ảnh các y bác sĩ vẫn đang cẩn mẫn, tận tâm chăm sóc người bệnh, không chỉ vào những ngày thường, mà đặc biệt là vào ngày Tết, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân. Sự hy sinh thầm lặng ấy xứng đáng với danh hiệu thầy thuốc như mẹ hiền trong mọi hoàn cảnh, và là cả một sự nỗ lực lớn lao để mong đem lại mùa xuân và sức sống mới đến với mọi nhà, mọi người với đầy đủ ý nghĩa cao đẹp của nó. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm đầu tư phát triển. Đến nay thì hầu hết các tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn đã và đang được đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, góp phần nâng cao khả năng khai thác và rút ngắn thời gian lưu thông. Giao thông đô thị được mở mang và ngày càng khang trang. Giao thông nông thôn được quan tâm đầu tư, chất lượng vận tải ngày càng được nâng cao hơn, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Trong năm, Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện bảo trì, sửa chữa, mở rộng được 25 km mặt đường láng nhựa, thảm tăng cường thêm 19,5 km mặt đường bê tông nhựa.
thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng một số công trình quan trọng có tính kết nối vùng như dự án nâng cấp tỉnh lộ 130 San Thàng, Thèn Sin, Mường So, dự án đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ Bát Sát, đường Nong Hẻo, Ngài Thầu, Nậm Mạ, hoàn thành xử lý một số vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 4D, đường tỉnh 127. Toàn tỉnh hiện có 94 trên 94 xã có đường ô tô đến trung tâm xã, mặt đường được cứng hóa đạt 100%. Trước đây là cái con đường này phải nói là cực kỳ là gian nan và đi lại rất là không thuận lợi cho tất cả mọi người cũng như là cho bà con nhân dân chúng tôi. Thì đến cái thời điểm từ lúc khó đi đến nay thì nó cũng nói chung là như bây giờ, như đường bây giờ là nói chung là nó cũng rất là đẹp rồi. Tôi cũng cảm thấy là bà con chúng tôi rất là phấn khởi và rất là mừng. Thì có những gọi nhà nước đã là quan tâm đến mọi người và người dân chúng tôi cảm thấy là rất là cảm ơn. Trước khi tuyến đường này đi nó khó khăn, và bây giờ nó nhà nước nó đầu tư với đường nó làm thành công, nó ngon, đi với bạn tốt, bạn Sơn Sĩ Hồ với xã Sơn Sĩ Hồ được, nó rồi thì nó làm xã Sơn Sĩ Hồ nó rồi thì nó làm thành công, anh em nó tập trung là đi lại nó có bạn bè. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được năm 2023 với mục tiêu xây dựng hệ thống giao thông vận tải từng bước phát triển đồng bộ, hiện đại, thuận lợi và an toàn, phù hợp với quy hoạch của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục tham mưu đề xuất tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý Dự án 2, Bộ Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng tuyến nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với thành phố Lai Châu để tăng cường khả năng kết nối giữa Lai Châu với hành lang kinh tế Côn Minh, Hà Nội, Hải Phòng. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tham mưu một số giải pháp. Thứ nhất đó là tiếp tục là phối hợp với Ban Quản lý Dự án 2 của Bộ Giao thông Vận tải để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành cái dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai về thành phố Lai Châu. Rồi đẩy nhanh cái tiến độ triển khai cái dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. Và tham mưu ưu tiên đầu tư một số công trình dự án trọng điểm có tính liên kết vùng để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, như nghiên cứu đầu tư xây dựng tuyến dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, hầm đường bộ qua đèo Khao Co trên quốc lộ 279, rồi dự án nâng cấp mở rộng cái đường từ thành phố Lai Châu ra cửa khẩu Ma Lục Thàng theo hướng là đi theo tuyến quốc lộ 4D và quốc lộ 12, và đẩy nhanh cái tiến độ triển khai cái dự án đường địa phương Ra Máy Ho, và quan tâm là đầu tư phát triển là hệ thống đường giao thông nông thôn để đạt mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đó là đến 2025 là 100% thôn bản có đường ô tô hoặc xe máy đi lại được thuận lợi. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, ngành giao thông vận tải Lai Châu tiếp tục tập trung các nguồn lực để triển khai thực hiện đầu tư các công trình dự án trọng điểm có sức lan tỏa rộng và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân đầu tư vào địa bàn tỉnh. Tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư dự án sân bay Lai Châu, mở mới các tuyến vận tải, tăng số lượng, nâng cao chất lượng phương tiện, dịch vụ vận tải, chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường cuối năm 2023, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lai Châu, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng, bình ổn thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đội quản lý thị trường số 4 tăng cường các đợt kiểm tra kiểm soát thị trường trên địa bàn hai huyện Phong Thổ và Sìn Hồ để phát hiện, ngăn ngừa có hiệu quả và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, đặc biệt chú trọng các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán. Khu vực chợ Mường So, xã Mường So, những ngày này rất đông vui nhộn nhịp bởi nhu cầu mua sắm Tết của bà con từ các xã đổ về. Để phục vụ một cách tốt nhất thị hiếu của người tiêu dùng, các đơn vị kinh doanh hàng hóa đã chủ động nguồn hàng, luôn cố gắng lựa chọn hàng hóa có giá cả hợp lý, vừa với túi tiền của người mua. Đặc biệt, hàng hóa luôn đảm bảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng. Gia đình thì cũng là cam kết về giá cả và chất lượng luôn luôn đảm bảo để phục vụ nhân dân trong những ngày Tết để được vui vẻ, cũng như là mua sắm được thuận lợi. Thứ nhất là hàng đúng chất lượng, thứ hai là đủ phục vụ cho bà con, thứ ba là giá cả được niêm yết công khai
và khách hàng đến cửa hàng chúng tôi sẽ được nhân viên cửa hàng phục vụ làm giới thiệu sản phẩm, mua hàng. Chúng tôi đã đầu tư máy tính, hệ thống quét sản phẩm trên máy và bà con yêu cầu chúng tôi sẽ trả hóa đơn trên máy tính in ra, mà giá cũng chúng tôi niêm yết hết trên sản phẩm. Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng, bình ổn thị trường cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đội quản lý thị trường số 4 đã triển khai tuyên truyền tích cực về các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thương mại, vận động doanh nghiệp, người tiêu dùng không tiếp tay cho buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với đó, đội cũng tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong huyện như Ban chỉ đạo 389, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Trung tâm Y tế, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra kiểm soát, chủ động nắm bắt diễn biến thị trường, thường xuyên thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Đặc biệt, tập trung kiểm tra kiểm soát tại các khu vực tập kết hàng hóa như các chợ, siêu thị, kho chứa đông lạnh, các tuyến đường bộ, tăng cường kiểm tra kiểm soát các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng lớn trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Thì để chuẩn bị tốt cái công tác đảm bảo về hàng hóa như là bình ổn về giá cả thị trường này, rồi là chất lượng hàng hóa đảm bảo, thì đội thì cũng đã chủ động thực hiện và cũng chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn để kiểm tra kiểm soát và tuyên truyền đối với người tiêu dùng và đối với các cái doanh nghiệp sản xuất, và cho đã thực hiện cái việc là cho các cái đơn vị phân phối là và các cái cơ sở kinh doanh là ký cam kết việc không kinh doanh hàng hóa không đảm bảo về chất lượng. Theo ghi nhận, hàng hóa phục vụ Tết các đơn vị kinh doanh năm nay trên địa bàn huyện Phong Thổ đa dạng về chủng loại, phong phú về mẫu mã. Giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết hiện nay vẫn ổn định. Trách nhiệm, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, sản xuất của các cơ sở doanh nghiệp, tiểu thương được nâng cao, góp phần tạo nên môi trường kinh doanh lành mạnh và ổn định. Trong năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp trong tỉnh thực hiện tiếp công dân gần 1.200 cuộc và đối thoại với nhân dân 350 cuộc. Từ những kết quả đó, không phát sinh điểm nóng làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn của tỉnh. Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp tiếp tục tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh, tăng cường phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đồng thời, các cơ quan đơn vị phối hợp thực hiện tốt nội dung tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật để người dân hiểu thêm, cũng như giám sát việc công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật. Trong tháng 1 năm 2024, các sở ngành lực lượng chức năng đã thực hiện kiểm tra phát hiện bắt giữ 279 vụ liên quan đến buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, an toàn thực phẩm và hàng giả, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 143 vụ, xử lý hình sự 133 vụ, đang tiếp tục xác minh xử lý 2 vụ, không xác minh được đối tượng vi phạm 1 vụ. Với tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, bán thanh lý và truy thu thuế là trên 691 triệu đồng, trong đó số tiền phát hành chính là 677 triệu đồng, truy thu thuế 12,6 triệu đồng và bán thanh lý tịch thu là 1,37 triệu đồng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.